ở thượng diện Thượng Tịch Quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng. Con pháp danh Như Thị, con thường trú ở Thượng Tịch Quang. Ngày này năm ngoái con bị bệnh rất là nặng. Con là bị bao tử và suy thận. Hai chân của con nó phù lên mà người con nó yếu, yếu đến nỗi mà đi không được. Con muốn đi thì phải nhờ người dìu đi mới đi được. Cái người như là nó lẻ đi. Và lúc đó là con nó ốm như thế nào mà khi mà con bệnh nặng á thì không có dám ra phòng dưỡng sinh để mà con thử. Khi mà khỏe khỏe rồi á, con qua con cân có 30 kg á. Và trong khoảng một tháng trời sư phụ cho con chỉ ăn được cơm lứt với lại mì không muối suốt một tháng trời như vậy, mà phải nhai thật là kỹ. Trong khoảng thời gian mà tháng đầu đó là sư phụ không cho uống sữa và cũng không cho ăn sáng dây thì cũng ăn hạn chế thôi, chỉ ăn gạo, chỉ ăn cơm lứt và mè không muối. Thì dần dần con bình phục khoảng trong vòng 2 tháng. Thì áp dụng sau đó thì thầy cho ăn, dần dần ăn cơm rồi ăn uống sữa. Thì trong khoảng gần 2 tháng thì con bình phục được. Và hàng tuần thì con được theo sư cô trong chùa để mà đi lên về đây nghe pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Con thấy là con rất may mắn ở trong cái môi trường mà sự từ bi của sư phụ, của quý sư cô và của đại chúng. Con thấy là cái môi trường chư vị rất là từ bi, con thấy khó mà tìm được một nơi như vậy. Nhờ cái lòng từ bi của quý vị mà vực con để sống được trở lại như ngày hôm nay. Con kính cảm ơn sư phụ, quý sư cô và cùng toàn thể quý vị ở Thượng Tịch Quang cũng như ở chùa Long Hương này. Và con xin cảm ơn tất cả. Nam mô A Di Đà Phật. Đến đây chúng tôi xin được phép bế mạc chương trình thâu hình các bệnh nhân phát biểu trong ngày lễ dỗ tiên sinh Osawa năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。